mọi người ha. Hai bà con cô bác. Xin chào các bạn. Are you happy, Leo? Oh, I'm happy and I know it. Clap my hands. If I'm happy and I know it, clap my hands. If I'm happy and I know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Are you happy, Leo? Because I'm going to go all the way to Virginia to sit while you talk Vietnamese. Hey, if you don't like after breakfast, you stay home. Toy, toy. You know, I can ride a car. Ok, hello mọi người ha. Ngày hôm nay chủ nhật, nhiệt độ bên ngoài là 3 độ C. Và mình với anh Leo, ảnh rồi đi ăn sáng, Leo ăn breakfast. Còn mình thì đi ăn ké theo thôi. Ăn xong rồi tụi mình sẽ đi hội chợ Tết ở Virginia nha mọi người. Nó có một cái hội chợ là vào ngày 25 Today 26 đó. Trên 7 ngày 26 và ngày 27 thứ bảy chủ nhật. Rồi có một cái hội chợ nó vào 2 và 3 đây nữa. Nên là hôm qua thì mình có nghe chú Hòa rủ mình đi. Bởi vì My ở Virginia cũng rủ mình đi nữa. Nhưng mà mình không đi học, không có đi được. Nên là hôm nay mình rủ mọi người coi Việt Kiều ở đây ăn Tết, đi hội chợ Tết như thế nào. Và năm ngoái thì mình không có đi, năm nay mình đi. Nên mời bà con, cô bác xa gần đi theo với mình và Leo. Not really cold, hả đó lắm. Not really cold. It's only 3 degrees C. But it have the wind really cold. Oh yeah. Nhiệt độ bên ngoài nó là 3 độ C nhưng mà nó không có quá lạnh. Nếu mà có gió nó mới lạnh mọi người. Nó là cũng ok. Nên mọi người giờ rủ mọi người, bà con, cô bác xa gần ha, đi hội chợ Tết với mình và Leo ha. Đi chơi vui, đi coi chơi vui nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người ha, đi thôi. Hai mọi người ha, mình ăn sáng với Leo xong rồi, Leo về nhà. Leo không đi với mình. Tự một mình lái xe đi vào trên nhà luôn. Mình đi lại cái hội chợ của người Việt Nam mình coi như thế nào, hội chợ Tết ha. Coi bà con Việt Kiều ở đây ăn Tết ra làm sao và như thế nào. Thì đây là chỉ thấy mới thấy đậu xe thôi à. Thì mời mọi người đi chơi với mình cho vui nha. Leo anh để mình đi một mình luôn, anh không đi với mình nữa. Nên bây giờ chỗ này là chỉ là bãi đậu xe thôi à. Thì coi cái hậu sợ. Đây là vô vé. Vô vé 5 đồng bác ơi. Vô vé 5 đồng. Hai. Bao nhiêu người ạ? À? Một mình em. 5 đồng một vé. Ok. Tới rồi nha mọi người, một vé 5 đồng. Nè, hội chợ chay ha. Đồ ăn chay hả ta? Chúc mừng năm mới. Cái này là mình có thể mua đồ ăn. Chùa, cái này là của chùa Xá Lợi. Cái này đồ ăn chay không hả chị? Cái này là bánh tét rồi hả? Cái này bánh tét bao nhiêu một đòn? 10 đồng một đòn. Bánh trưng. Nhân chuối, nhân đậu. Ok. Bán chỉ cho những món này thôi. Em cũng muốn có các món đậu lắm chứ. Này là đồ ăn. Này tổ chức ở trong nhà. Hey, sorry. Này là dừa. Bánh kẹp. Ồ, bánh kẹp lá dứa nhìn ngon quá mọi người. Thái quá trời nhiều đồ ăn. Ồ,
Wow, bắp 2 đồng một trái. Đi hết vòng cho mọi người coi. Bánh trưng, yeah, bánh trưng với bánh kia, chua, chua giác ngộ và đồ ăn, đồ chay ngon quá trời nè. Quá trời đồ ăn chay. Vậy anh chúc em mới lại ăn, vậy giờ mới ăn sáng xong, cảm ơn chị ha. Này mấy chùa bán không? Mấy chùa bán. Cô bán bún bò. Bò thì ăn bún với chay đó. Dạ. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Làm đi cà phê sữa đá uống hồng chùa anh có đến cách vậy. Đây toàn là mấy cô mấy bán mấy chùa không ạ? Dạ. Em cà phê. Họ cà phê chân kết. Bánh mì. Đó bà con cô bác mình ăn Tết. Bánh nếp trần ngon ghê không mọi người, quá trời ngon. Bánh mì bún mọc, đây là bún mọc. Đông quá trời mọi người. Bà con Việt Nam mình ăn Tết. Cái này là gì đây? Đây hình như là nhà hàng hay sao? Bên chùa trồng á mọi người. Đó. Trái này trái gì vậy? Mấy cái mai cái đào đẹp quá. Trái này trái gì chứ? Không biết cái ngọt. Trái ngọt hả? Không biết ngọt. Nhìn nó đẹp quá ha. Ai khéo tay trồng khéo tay quá. Chú hả? Ở đâu vậy chú? Ở nhà ở đây. Nhà chú trồng hả? Giỏi quá vậy. Chú làm vườn. Chú dầm vườn nhiều ha. Sao cái con có 2 tuổi cô?
Nè chú này ông chồng á, ông chồng vườn của ông quá trời cây. Nên này chú này khéo tay quá. Trái này trái gì đây? Không biết trái gì đúng mọi người. Chanh hả? Nè, cái... nè chăm sóc cho nó có đào luôn nè. Ồ một nhánh đào này mai mốt có điều kiện mua về để ở nhà đẹp không? Hai trăm rưỡi cũng được chứ, đâu có mắc gì đâu, có bàn để chân đồ này kia nọ cũng được nè. Mọi người thấy không, đẹp quá. Trái này cái gì á bà ha? Chứ quốc, Việt quốc á hả? Vậy hả? Dạ. Chú dạ. Nhưng mà làm sao mà mình lên không? No, cái này phải có nhà lớn, nhà single house á, mình để đất rộng, ở nhà trọ lấy đâu để được. Không kêu chừng. Như là em có gì chuyện nó hạn lắm. Dạ. Ba người đàn ông chưa chắc gì làm nổi đó. Dạ, phải có mua xe. Xe về chở về. Dạ. Đẹp quá. Chịu nha mọi người. Đâu kỷ niệm chứ. Đúng. Ơ chị quay hả? Em chụp được không? Dạ được. Em chụp cũng đẹp lắm. Ok, em quay khỏi cũng bình với mẹ lắm. Đúng sợ nó còn nước cho mẹ là mấy cây này thấy đẹp quá. Ồ, đẹp quá không mà con. Nhưng mà cũng không có nhiều lắm, chú này cũng khéo tay ha. Quá đẹp. Mọi người chụp hình nè mọi người. Chụp hình cho có không khí Tết nè. Chị này đang chụp hình mà mình chụp chị này luôn. Cái mai này nó có nụ đẹp ghê á. Quá trời đẹp. Chú chụp hết rồi hả? Nó đi chứ. Đếm không xả cho kiếm chứ. Nó trời đẹp. Chú ơi, chú chồng chú cho mình ra đây chụp. Sao mình muốn mua một cây quá. Cây tắc ha. Cho có không khí. Chở đồ để. Cây mai cho nó quay đồ. Lại hội chợ hoa là mình không muốn đi về luôn mọi người. Nó thấy không khí Việt Nam mình quá. Chú có chú Hòa gần đây. Quá trời bà con nè mọi người. Đi hội chợ. Dạ con không biết nữa, con chưa biết ca nhạc đâu luôn. Thẳng luôn con. Thẳng luôn. Thẳng luôn kìa. Thẳng luôn. 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 Có ca nhạc mình chắc không biết coi không. Đi kiếm gì ăn cái đã. Thấy có chú Hòa. Đi kiếm. Có chú Hòa nhà chú gần đây nên mình kêu chú Hòa ở đây. Quá trời luôn. Châu đẩy ra châu. Xin lỗi nè.
phần không? Đông quá. Sâu vô phía này trong đây. Trong đây giống như một cái trường học hết ta. Cũng bán áo dài, bán đồ Tết đồ. Quá trời nè. Rồi xóa lại. Chào Mai. Chào sao lại không? Tí nữa trên đường mình về mình chơi. Nãy giờ nó không được vậy. Áo dài. Áo dài. Dài thân đông. Bao lì xì. Chụp hình Tết. Chụp hình Tết. Nếu cô để cả mấy rồi dính lại như vậy thì người ta hút ra chỉ có một mình, mà trong khi hút như vậy nó không có đều năm cái thì mình chỉ có một cái cơ hội đúng thôi, đúng không các bạn? Mà nếu mà mình xé làm năm tờ vé số thì mình sẽ có năm cơ hội trúng, cho nên nếu nhớ là xé ra từng tờ bỏ vào trong cái thùng ở trên này để tối nay chúng ta sổ. Nếu có thì mỗi lần con được vô rồi. Dạ. Được tự nhiên. Dạ. Bây giờ cũng có điều là tiếp tác kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Để học tính chất là khi các học giới thiệu những năm này là bảo đảm quý vị sẽ bộ này rất lớn luôn. Tại vì trời ơi sao chúng hay cái gì vậy? Em nghĩ là chắc là ai vậy hả? Mai mốt năm tới thì chắc đi làm thầy bói rồi đó, bói là trúng mất luôn nha. Mà thưa quý vị, có lẽ là khi mình đã học đi chung với em rất là nhiều lần ở tất cả những chương trình thì lâu lắm rồi. Ca nhạc. Cái họ mới gặp thấy em mặc một chiếc áo dài đẹp như vậy. Thật sự đây trong những ngày Tết như vậy thì không phải chỉ có phụ nữ mà thôi mà cả nam em mặc một chiếc áo dài rất là đẹp đó mà. Chính tất cả quý vị khán giả khi mà mình đi những chương trình về xuân mà nếu mà có những chiếc áo dài lên người, tự nhiên mình thấy mùa xuân cũng đến với chúng ta và chúng ta lại nói với tất cả các cộng đồng bạn khán giả người Việt Nam chúng ta có những chiếc áo dài rất là đẹp và bây giờ cũng có một chiếc áo dài rất là lộng lẫy trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Giang Quang. Kính đến tất cả quý vị, các cô chú, các anh chị có mặt trong buổi chiều hôm nay. Và nhân dịp Tết đến thì Đông Ly xin chúc cho tất cả quý vị được có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài và nhiều may mắn nhất trong năm.
Và bài đầu tiên thì Nam Nguyên xin gửi đến cho quý vị với một cái không khí tết. Đó là bài hát mà cũng đã rất là lâu rồi. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã coi video ha. Hẹn gặp lại. Trời bên ngoài nó khá lạnh lạnh nha mọi người. Ok đi thôi.